Tin nóng trong ngày, hai bé sơ sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi đã tỉnh nhưng vẫn còn đau. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai ngày sau cuộc đại phẫu tách vùng bụng chậu, sức khỏe của Trúc Nhi và Diệu Nhi đã ổn, hai bé đã tỉnh nhưng vẫn còn đau. Sau 12 tiếng diễn ra cuộc đại phẫu tách rời cặp song sinh với gần 100 y bác sĩ, các bác sĩ vẫn tiếp tục hỗ trợ giảm đau và hô hấp cho bệnh nhi. Vết thương mổ tách đã được phẫu thuật tạo hình thành công nhưng vẫn còn rất phức tạp. Các bác sĩ đang theo dõi sát, chống loét, chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, các bác sĩ đang lên kế hoạch tập vật lý trị liệu, xoay trở để đảm bảo các chức năng vận động sau này cũng như cải thiện hô hấp cho Trúc Nhi, Diệu Nhi. Việc kiểm soát tình trạng nhiễm trùng cho bệnh nhi được chú trọng đặc biệt. Do đó, bệnh viện sẽ hạn chế việc tiếp xúc với hai bé. Trần Thị Hồng Thúy, mẹ cặp song sinh cho biết, tinh thần của gia đình đã ổn định hơn nhiều sau ca đại phẫu tách rời cho các con, gia đình rất hạnh phúc. Đây là giây phút gia đình chờ lâu lắm rồi. Hiện cha mẹ bé đã chuẩn bị sẵn sàng đồ chơi yêu thích của các con và mang đến cho các bác sĩ tiệt trùng gửi vào phòng hồi sức. Họ sẽ tranh thủ thời gian hiếm hoi được gặp con vì hiện tại chỉ được nhìn từ xa một chút. Hoàng Trúc Nhi, Hoàng Diệu Nhi được chẩn đoán dính liền vùng bụng chậu ở tuần thứ 16 của thai kỳ. Vượt qua tất cả thử thách, sợ hãi cùng tình yêu thương, mong muốn bảo vệ con đến cùng, cha mẹ quyết tâm giữ lại song thai. Sau khi được chăm sóc, nuôi dưỡng đến 13 tháng tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cùng chuyên gia đầu ngành quyết định mổ tách song nhi. Ngày 15 tháng 7, ca đại phẫu diễn ra với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa. Sau 13 giờ, hai bé được tách dính thành công và chuyển về khoa hồi sức ngoại để theo dõi đặc biệt. Thưa quý vị, Sun TV tin rằng Trúc Nhi và Diệu Nhi sẽ khỏe mạnh trong tình yêu thương của gia đình, các bác sĩ và hàng triệu người dân Việt Nam. Chúc hai con sẽ sớm bình phục và sống trọn vẹn với hình hài mới. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm Tin Nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe cho Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.